Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi, trước khi chúng ta nghe lời của Chúa thì tôi cũng xin gửi lời chào mừng đến tất cả những quý ông bà, chị em, những thân hữu chúng ta là người lần đầu tiên đến đây để nhóm lại và thờ phượng Chúa với Hội Thánh. Thì tôi có thể xin phép quý vị, ai là người đầu tiên, lần đầu tiên đến đây để mà thờ phượng Chúa với Hội Thánh, xin mời quý vị đứng lên ạ. Dạ, xin chào cô ạ. Dạ, cô tên gì ạ? Dạ. Dạ, cô Phải. Dạ, dạ, rồi, cảm ơn cô đã đến tham dự cùng với chúng tôi ạ. Dạ, xin mời cô ngồi. Rồi, còn ngoài cô Phải ra thì còn ai không ạ? Ai là người đầu tiên đến đây thờ phượng Chúa với Hội Thánh ạ? Dạ, cô là lần thứ hai. Dạ, dạ, cô tên gì ạ? Dạ, cô Minh Lý. Dạ, xin chào cô ạ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị để chúng ta được thấy rằng là khi chúng ta tìm đến Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ ngã qua một cái ngã rẽ khác, và chúng ta sẽ được phước hơn ở trong ơn của Chúa sau này. Khi chúng ta có lòng tin và tìm kiếm Chúa hết lòng thì Chúa Ngài sẽ không bỏ chúng ta ra ngoài nữa, nhưng mà Chúa sẽ thu nhận chúng ta và biến đổi cuộc đời của chúng ta từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày lễ Mẫu Thân, và theo truyền thống của Tin Lành chúng ta thì tuần thứ hai của tháng 5 là tuần lễ đặc biệt mà chúng ta dành cho ngày của Mẹ. Nhưng mà riêng Hội Thánh của chúng ta thì chúng ta nhập chung lễ Mẫu Thân và lễ Phụ Thân chung một ngày. Còn chính xác hơn thì hôm nay là lễ Mẫu Thân, tức là lễ dành cho người Mẹ. Hôm nay có thể là một ngày rất là nhiều nước mắt, với rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau mà mỗi người chúng ta là những người con, chúng ta sẽ dành một cái ngày đặc biệt này để chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ mình, công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Có thể có một số quý vị sẽ cảm thấy hối tiếc bởi vì mình không còn cha, không còn mẹ ở trên đời này nữa. Và quý vị bây giờ cũng đang phải trở thành những người cha, người mẹ với rất là nhiều gánh nặng. Mình phải mưu sinh, rồi phải chăm sóc cho con của mình. Và bắt đầu mình nhớ lại tấm gương hy sinh chịu khó của cha mẹ mình ngày trước. Ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì không khi nào là quá muộn cả quý mà cha em. Trước khi mà Chúa trở lại thì chúng ta vẫn còn có thời gian ân điển để chúng ta có thể cầu nguyện cho chính mình, để mình trở thành một người mà Chúa Ngài muốn chúng ta trở thành. Và qua đời sống của chúng ta sẽ có được một dòng dõi thánh, và qua dòng dõi đó mà danh Chúa được vinh hiển. Amen. Có thể chúng ta được sinh ra và lớn lên, được trưởng dưỡng ở trong một gia đình không tin kính Chúa. Có thể chúng ta có những người cha, người mẹ không kính sợ Chúa, không mà tiếp nhận Chúa. Và có thể chúng ta cảm thấy mình mệt mỏi, mình cảm thấy buồn bởi vì mình có một gia đình như vậy. Nhưng quý bà chị em ơi, có thể chúng ta không xuất thân từ trong một gia đình tin kính Chúa, nhưng mà hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể lấy ra từ trong đời sống của chúng ta một gia đình tin kính Chúa, bắt đầu từ trong hiện tại. Amen. Có thể chúng ta không ra từ một gia đình tin kính Chúa, ba mẹ chúng ta không tin kính Chúa, nhưng Chúa có thể làm một điều lạ lùng hơn, đó là đời sống của mỗi người chúng ta sẽ trở thành những người tin kính Chúa, và con cái của chúng ta qua đó cũng sẽ trở thành những người tin kính Chúa. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là ảnh hưởng của những người mẹ tin kính. Thưa quý bà chị em, có một câu nói rất hay về người mẹ như sau: công việc của người đàn ông là bắt đầu lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, nhưng công việc của người mẹ thì không bao giờ chấm dứt. Và có một nhà văn nam đã nói thế này về mẹ của mình: có một người phụ nữ cho dù tôi có ra sao đi chăng nữa vẫn yêu tôi đến hết cuộc đời, đó chính là mẹ của tôi. Và một nhà tâm lý học ở Tây Phương đã nói về tâm lý của những người con đối với mẹ của mình như sau: lúc 6 tuổi thì các em khi còn là ấu nhi nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ. Lúc 10 tuổi các em thiếu nhi nói rằng mẹ, cái gì cũng được hết.
Lúc 16 tuổi thì các em thiếu niên nói rằng mẹ làm phiền con quá. Lúc 18 tuổi thì các em vừa qua tuổi dậy thì sẽ nói rằng mẹ con muốn dọn ra ngoài ở riêng. Lúc 25 tuổi các em bây giờ đã là thanh niên rồi, nói rằng những gì mẹ nói và khuyên con trước đây đều rất đúng. Lúc 35 tuổi các em bây giờ đã là tráng niên rồi thì nói rằng là mẹ ơi con muốn về ở với mẹ. Lúc 50 tuổi các em bây giờ đã là trung niên, nói rằng con không muốn mất mẹ. Và lúc 70 tuổi các em bây giờ đã là những ông lão bà lão rồi, sẽ nói rằng mẹ con sẵn sàng hy sinh tất cả để mẹ ở với con mãi mãi. Mẹ là người ảnh hưởng đến người con rất nhiều, bởi vì mẹ đã từng cưu mang con trong lòng. Ngay lúc con ở trong lòng, con đã nghe tiếng của mẹ, cảm nhận những lo lắng, suy nghĩ của mẹ. Ngay từ trong lòng, con đã chịu ảnh hưởng của mẹ qua cách sống và sự ăn uống của mẹ. Mẹ nuôi con, chịu lắng nghe con hơn là cha, ôm ấp vỗ về với tình mẫu tử, một tình yêu kỳ diệu vô bờ bến. Mẹ đã ảnh hưởng trên những người con rất là nhiều. Hai điều quan trọng mà một người mẹ có thể ảnh hưởng trên con của mình. Điều đầu tiên đó chính là niềm tin, và điều thứ hai đó là cái nếp sống của mình. Nói về niềm tin thì chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh có những người mẹ rất là tin kính và mẫu mực, ảnh hưởng trên con của mình rất là tốt và rất là lớn, khiến cho con của mình trở thành những người vĩ đại ở trong vương quốc của Chúa. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về Jochebed, bà là mẹ của Môi-se. Hebrew đoạn 11 câu 23 chép rằng là bởi đức tin khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Mặc dù Kinh Thánh không nói nhiều về thông tin dữ kiện cuộc đời của bà Jochebed, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được cuộc đời của Môi-se đã chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cái sự dạy dỗ tinh kính của mẹ của ông. Tại sao lại nói điều này quý bà chị em? Tại vì chúng ta biết rằng là Môi-se khi mà đem con, Môi-se khi mà được mẹ của mình đem giấu đi 3 tháng như vậy, rồi khi mà giấu không được nữa rồi thì bà đã căn dặn cho Miriam là chị của Môi-se để mà thả con của mình trôi sông như vậy. Nhưng mà không phải là thả trôi là phó mặc hết, nhưng mà bà dặn cho Miriam một cách kỹ càng rằng là bây giờ con phải xem coi là cái rương đó đó, đựng Môi-se ở trong đó đó, em của con đó nó trôi về đâu, rồi về báo lại cho mẹ biết. Thì khi mà cái rương đó đựng Môi-se ở trong nó trôi vào trong cái chỗ mà công chúa Pharaoh đang tắm, thì Chúa khiến cho tấm lòng của công chúa Pharaoh muốn nhận cái đứa con đó để làm con nuôi của mình. Thì lúc bây giờ Miriam là chị của Môi-se đã đến và nói rằng là đây là một đứa con của người Hebrew, và nếu mà công chúa muốn nhận thì hãy để cho mẹ ruột của nó nuôi nó, rồi khi nó khôn lớn rồi thì sẽ dẫn vào trong cung vua Pharaoh. Và trong cái thời gian mà Jochebed chăm sóc cho con của mình ở tại nhà thì những cái điều đó nó ảnh hưởng trên Môi-se. Và khi Môi-se lớn lên thì Môi-se vẫn luôn biết rằng mình là một người Hebrew và luôn luôn có một cái tâm nguyện để mà cứu dân của mình ra khỏi cái sự nô lệ. Và Jochebed sinh 3 người con, và cả 3 người con này đều trở thành những vĩ nhân trong lịch sử Do Thái. Trước hết, Miriam là chị của Môi-se. Đây là cô con gái đầu lòng của Jochebed. Bà là một nhà thơ, một nhạc sĩ và là nữ tiên tri đầu tiên sau khi nước Do Thái được thành lập. Con thứ hai đó là Aaron. Aaron là người con trai giữa của bà, là một người có tài ăn nói lưu loát và đã trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của quốc gia Do Thái. Đức Chúa Trời Ngài đã chọn Aaron và thành lập một dòng dõi thầy tế lễ mang tên của ông. Và sau cùng, đứa con trai út của bà là Môi-se. Không phải chỉ là một người sáng lập ra quốc gia Do Thái, một lãnh tụ xuất sắc của dân Do Thái, nhưng cũng đã được ghi nhận là người đặt nền móng căn bản cho những luật lệ và hệ thống tư pháp của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Chúng ta biết rằng là Cựu Ước vẫn trở thành một cái nền tảng chắc chắn cho những hệ thống pháp luật trên thế giới, nhất là những quốc gia theo Hồi giáo. Họ vẫn còn giữ theo Cựu Ước rất là nhiều cái lề luật đạo đức rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta thấy rằng là Jochebed là người phụ nữ có một cái tầm ảnh hưởng ở trên các con của mình, mà 3 đứa con của bà đều trở thành những tiên tri, trở thành những người lãnh đạo kiệt xuất
cho dân của Chúa. Rồi người nữ thứ hai đó là bà Anne, là mẹ của tiên tri Samuel. Trước khi mà Anne sinh ra Samuel thì bà là một người phụ nữ có nhiều sự đau khổ và tuyệt vọng, bởi vì bà là một người nữ son sẻ không thể sinh con. Nhưng mà Anne đã có một đức tin, có một tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa. Bà đã tan vỡ, bà cầu nguyện với Chúa, nếu Đức Chúa Trời ban cho bà có một đứa con thì bà sẽ dâng đứa con đó cho Đức Chúa Trời có thể sử dụng cuộc đời của nó, trọn đời nó. Và cảm ơn Chúa, qua đức tin và nước mắt cùng với lòng nhiệt thành cầu nguyện của bà thì Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước cho Anne có một đứa con trai. Và đứa con trai đó sau này lớn lên trở thành một tiên tri vĩ đại và xuất sắc nhất ở trong dân Israel. Và cuộc đời của bà cũng đầy dẫy những phước hạnh sau đó. Bởi vì sau khi bà dâng tiên tri Samuel cho Đức Chúa Trời sử dụng thì Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho bà có thêm 5 đứa con khác nữa. Chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài là đấng hào phóng, đúng không ạ? Không có cái điều gì mà chúng ta dâng cho Chúa mà chúng ta bị lỗ hết, quý mài cha. Cái điều mà mình có thể trân quý nhất, mình dâng cho Chúa, có thể cái xác thịt này mình cảm thấy nó tiếc tiếc, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài nhìn biết tấm lòng của chúng ta, Ngài sẽ đền bù chúng ta còn gấp 5 lần hơn những gì mà chúng ta có thể ban cho Chúa nữa. Cảm ơn Chúa, đó là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Nếu không có tấm lòng rộng mở và hào phóng của Anne cho Đức Chúa Trời Ngài mượn Samuel là con của mình như vậy, thì có lẽ dân Israel sẽ không thể có được một tiên tri xuất sắc như Samuel. Và người thứ ba đó chính là Ernest. Tên của người này có thể chúng ta nghe rất là lạ, đúng không? Nhưng mà Ernest chính là mẹ của Timothy. Ở trong sách Timothy tôi xin đọc cái câu kinh thánh này để chúng ta thấy rằng là Timothy đã được ảnh hưởng như thế nào từ mẹ và bà ngoại của mình. Timothy thứ nhì đoạn số 1. Câu số 5. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà ngoại con và trong Ernest mẹ của con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Đây là lời của sứ đồ Phaolô, là người cha đức tin của Timothy. Timothy là một đứa con tinh thần, một đứa con thuộc linh của Phaolô, và ông rất là quý Timothy. Và khi mà trong quá trình dạy dỗ lời của Chúa và huấn luyện Timothy trở thành một người đồ đệ trung thành của Chúa, thì Phaolô đã phát hiện ra ở trong Timothy, cái người trẻ này tuy mới có 17 tuổi thôi, nhưng mà có một cái tố chất rất là đặc biệt mà những người thanh thiếu niên khác có thể không có. Đó chính là có một đức tin thành thật. Cho thấy rằng là đức tin thành thật có ở trong Timothy. Chúng ta lưu ý cái cụm từ là đức tin thành thật, quý vị. Ngày hôm nay có những người họ có đức tin không thành thật. Không thành thật là sao, quý mài cha? Không thành thật có nghĩa là họ tin Chúa vì một cái gì đó, chứ không phải là tin Chúa là bởi vì mình yêu Chúa, mình muốn được Chúa Ngài cứu rỗi linh hồn của mình. Mình biết rằng Chúa là đấng tạo hóa, Chúa dừng đến mình. Và đôi khi ngay cả tôi cũng vậy nữa, mình tin Chúa là để mình được cái gì đó. Và khi mà Chúa không ban cho mình cái điều gì đó mà mình đang tìm kiếm thì mình lại cảm thấy muốn ngã lòng và thôi lùi. Đó là đức tin không thành thật, quý mài cha. Nhưng mà ở Timothy thì ông lại khác. Ông có một đức tin rất là thành thật. Tức là bây giờ dù như thế nào chăng nữa thì ông vẫn luôn luôn bám chặt lấy Chúa, tin cậy Chúa và phục vụ Chúa. Đây là đức tin rất là thành thật, quý mài cha. Mà ông đã thấy rằng đức tin thành thật đó nó truyền từ trên bà ngoại, rồi xong rồi đến mẹ, và cuối cùng là Timothy. Vậy thì đức tin có thể được lưu truyền, được nuôi dưỡng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Quý vị thấy rằng là Timothy không phải là một người được ảnh hưởng bởi hội thánh hoặc là bởi mục sư ở trong hội thánh của ông. Nhưng mà Timothy đã được dạy dỗ và có một đức tin vững vàng là vì nhờ có mẹ và bà ngoại dạy dỗ tại nhà. Timothy không phải nhận đức tin thành thật đó từ sứ đồ Phaolô, nhưng mà Timothy đã nhận được cái điều đó từ bà ngoại và mẹ của mình.
Vậy thì chúng ta thấy rằng là người mẹ đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong việc xây dựng niềm tin cho con của mình. Có thể người mẹ không có một cái chức vụ giảng dạy ảnh hưởng trên hội thánh của Chúa một cách công khai như là những mục sư hoặc là những người nam khác, nhưng mà người mẹ có thể ảnh hưởng trên con của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong gia đình, nhất là người Á Châu của chúng ta đó quý vị, thì hầu hết những đứa con sinh ra trong một gia đình thì có một cái sự gần gũi và thân thiện hơn đối với mẹ của mình. Đúng không quý mà chị em? Ở đây có ai thân cha hơn là thân mẹ không? Có ai ở đây thân cha hơn là thân mẹ không? Có một người hả? Nếu mà mình không phải là hoàn cảnh đặc biệt, có cha mẹ đầy đủ đó, thì tôi nghĩ rằng là 99% những người con đều thân với mẹ hết, đúng không ạ? Có cái chuyện gì vui buồn cũng đều kể với mẹ hết. Tôi cũng vậy nữa quý vị. Nói như vậy không nghĩa rằng là mình ghét cha hoặc là mình không quan tâm đến cha. Không, có những người con rất là thương cha quý vị, rất là yêu cha, nhưng mà dường như có khoảng cách nào đó vô hình khiến cho mình khó gần với cha. Người cha rất là thương con quý mà cha. Người cha rất là thương con. Khi tôi có con thì tôi hiểu được tấm lòng của cha tôi. Cái điều mà nhiều người nam ngày hôm nay đó quý vị, nhất là người Á Châu của mình đó, đó là mình khó có thể bày tỏ được cái cảm xúc, cái tình cảm của mình cho những người xung quanh mình. Đúng không ạ? Nhiều khi mình thương lắm, nhưng mà mình không biết cách để bày tỏ ra. Cho nên là đôi khi sống ở trong một gia đình mà người vợ hoặc là người con không cảm nhận được tình yêu từ người chồng hoặc là cha của mình. Có thể là từ trong sâu thẳm, người đàn ông họ muốn nói rằng là anh yêu em lắm, nhưng mà người đàn ông không thể nói được. Nó có cái gì đó nó sượng sượng, nhưng mà thực tế thì trong lòng giống như là một cái nguồn suối nó muốn trào dâng ra. Có phải đúng như vậy không quý ông? Nhiều khi mình cũng thương lắm, mình muốn nói một cái lời ngọt ngào mà nói không được. Nhiều khi thấy con của mình nó rất là đáng yêu, nó rất là muốn nựng nó một cái, nói một lời ngọt ngào với nó, nhưng mình nói không được quý mà chị. Cho nên chúng ta cần phải thông cảm cho cha của mình. Không phải là ông không nói thì ông không yêu, nhưng mà có những khi chúng ta nhìn sâu vào trong ánh mắt của cha mình, mình sẽ thấy được ở đâu đó có những cái tín hiệu mà người cha đang ngầm gửi đến con của mình, ngầm gửi đến vợ của mình và những người xung quanh. Có thể bị áp lực là một người đàn ông, mình không có phải là cái giống yếu đuối như phụ nữ. Thường thường người nam mình bị dạy từ khi bé đó là mình thà mình đổ máu chứ mình không có đổ lệ. Và cái suy nghĩ đó đó, nó làm cho nhiều người đàn ông chúng ta đó là cứ tỏ vẻ như là mình là cứng lắm, mình giống như Superman, mình không bao giờ mình rung động hay là mình không có bao giờ dễ chảy nước mắt. Quý vị ơi, điều đó xin Chúa Ngài tẩy sạch ra khỏi tâm trí của chúng ta, để chúng ta sẽ có một tấm lòng mềm mại giống như Chúa Giêsu của chúng ta. Dĩ nhiên bên ngoài chúng ta phải là sứ tử của chi phái Giu-đa, nhưng bên trong chúng ta phải là một con chiên hiền lành của Chúa, mềm mại của Chúa. Amen không quý mà anh chị em? Dạ. Dĩ nhiên đàn ông chúng ta không bao giờ luôn luôn mít ướt hoặc là luôn chảy nước mắt. Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh và tôi thấy rằng là có những người đàn ông của Chúa đó quý vị, họ khóc. Họ khóc nhiều lắm á, nhưng mà họ không khóc với con người, họ khóc với Đức Chúa Trời. Tôi ví dụ như Jeremy, đúng không ạ? Jeremy khóc rất là nhiều. Ông nói rằng ước gì đầu tôi là nguồn lụy, nước mắt của tôi giống như suối tuôn tràn. Tức là ông khóc nhiều lắm, khóc như suối vậy đó. Rồi David cũng vậy nữa. Ông nói rằng mỗi đêm tôi làm trôi giường của tôi. Quý vị thấy không? Ông khóc đến nỗi mà ông tưởng tượng là nếu mà ví cái con mắt của mình mà như là suối đó, là ông cái nước mắt của ông nó làm trôi cái giường ấy luôn. Đó là một cái hình ảnh nó rất là ví von, rất là hay. Nhưng mà David không bao giờ khóc trước mặt kẻ thù của ông, đúng không? Cho nên tuy vào rằng mình nói về mẹ, nhưng mà mình cũng nói một chút về người cha. Người cha tuy có vẻ cứng rắn, nhưng mà đâu đó ở trong tâm hồn của họ vẫn dạt dào tình cảm đối với con của mình. Tôi xin Chúa ban phước cho những người cha, cho những quý ông, và chúng ta có một sự cố gắng nhiều hơn để chúng ta bày tỏ ra tình cảm của chúng ta với vợ, với con của mình nhiều hơn nữa.
tôi có tâm sự với lại những quý ông á về cái việc mà mình phải yêu thương vợ, mình phải nói nhiều lời ngọt ngào, đường mật hơn với vợ, với con của mình. Họ nói tôi ở trong cái nhà này là tôi yêu lắm rồi đó, mà mục sư còn nói là tôi phải nói ngọt rồi đó, I love you, anh yêu em. Tôi nói không, cái này á, mình phải hiểu một điều rằng là phụ nữ họ yêu bằng lỗ tai. Cho nên mình đừng nói là tôi ở đây rồi là bả còn muốn cái gì nữa. Quý vị ơi, phụ nữ họ cần được nghe, họ cần được nghe. Cho nên Kinh Thánh ví von cơ đốc nhân của chúng ta giống như là những người nữ của Chúa. Tại sao vậy? Tại vì cơ đốc nhân cần nghe lời của Chúa. Đúng không ạ? Nếu mình không nghe lời của Chúa thì tình yêu của mình với Chúa không còn nữa. Và Chúa ngài ví von cái người phụ nữ là họ, cái tình yêu nó nảy sinh từ cái lời nói. Chúa ngài ví cơ đốc nhân chúng ta cũng như là những người trinh nữ tinh sạch của Đấng Christ, luôn luôn lắng nghe những lời ngọt ngào và yêu thương của Đức Chúa Trời. Thì cũng vậy, xin Chúa giúp đỡ cho những người nam chúng ta có một cái nghệ thuật yêu thương. Nó không phải chỉ là một cái hành động hoặc là một lời nói bình thường mà thôi quý mạng chị em, nhưng mà nó cũng là một cái nghệ thuật để chúng ta có thể nuôi dưỡng và làm cho bầu không khí gia đình của chúng ta luôn đầm ấm, ấm cúng, ấm áp càng hơn. Cảm ơn Chúa. Khi mà nói đến Timôthê thì tôi nhớ đến chính gia đình của tôi. Bởi vì bà ngoại của tôi là một người tin kính Chúa. Khi mà bà của tôi biết Chúa thì bà của tôi đã 73 tuổi rồi. Trước đó thì 73 năm bà đã sống ở trong môi trường của giáo hội Công giáo. Bà là một người Bắc 54, di cư từ ngoài Bắc vào trong miền Nam. Và bà rất là tin kính Chúa. 4 giờ rưỡi sáng thôi là bà đã có mặt ở trong nhà thờ để mà cầu nguyện. Nhưng mà từ khi mà lời của Chúa đến với gia đình của chúng tôi thì bà đã nghe lời của Chúa một cách cẩn thận, và bà đã quyết định để trở thành một người tin Chúa qua lời của Chúa, chứ không phải là tin Chúa theo truyền thống của gia đình hoặc là theo cái truyền thống của giáo hội. Và bà đã lấy Kinh Thánh ra, một bên là Kinh Thánh Công giáo, một bên là Kinh Thánh Tin Lành. Và bà đã so sánh, wow, thấy cả hai đều như nhau hết, khác nhau khác tên gọi thôi. Chẳng hạn như bên đây gọi là Matthew thì bên kia Công giáo người ta gọi là Matthew. Bên đây là sách Mác, bên kia là sách Marco. Tức là nó có một cái sự khác biệt về cái tên gọi. Phêrô thì là Phêrô, Mary là Maria, rồi ông Joseph của mình là Giuse. Và khi bà đọc thì bà thấy rằng là ồ, khác cái tên gọi nhưng mà về ý nghĩa thì như nhau. Và bà đã tin Chúa một cách thật lòng. Mỗi buổi chiều 5 giờ, đúng 5 giờ chiều thôi là bà ngoại của tôi ngồi trên một cái ghế bố và bà lấy Kinh Thánh ra bà đọc. Và bà đọc đúng một tiếng đồng hồ. Thì có những khi tôi còn nhỏ tôi chạy vào và tôi thấy bà của tôi hung Kinh Thánh và khóc và cầu nguyện với Chúa. Lúc đó tôi cũng mười mấy tuổi thôi, mình cũng không có để ý nhiều lắm. Nhưng mà tôi vô tình tôi thấy những hình ảnh như vậy, và sau này tôi lớn lên và tôi nhìn biết được đức tin đó của bà đã ảnh hưởng trên mẹ của tôi, và mẹ của tôi cũng đã ảnh hưởng trên tôi. Tôi cũng xin làm chứng một chút về gia đình của tôi á. Khi mà ba mẹ của tôi mới cưới nhau thì không có nhà để ở. Ba tôi vốn là một thợ sửa xe, và cũng không có cái thời mà bao cấp mà quý vị, khổ lắm quý vị ơi. Mẹ tôi là một công nhân viên chức nhà nước, tiền một tháng thì cũng không bao nhiêu hết, chỉ có mấy triệu đủ để nuôi sống bà và chính mình tôi. Còn ba tôi thì phải vất vả hơn. Thì chúng tôi không có nhà để ở. Thì mẹ tôi làm việc ở trong trung tâm y tế quận 5, là một công nhân viên chức, là dược sĩ. Thì nhà nước cấp cho mẹ của tôi một cái nhà. Tại vì làm việc cho nhà nước cho nên nhà nước cấp cho một cái chỗ để ở. Và gia đình của chúng tôi ở trong cái nhà đó ở tại quận 5. Thì chúng tôi tin Chúa và chúng tôi ở trong cái nhà đó, và chúng tôi bắt đầu được thay đổi qua lời của Chúa. Và mẹ tôi bắt đầu làm theo đúng lời của Chúa, đó là dâng hiến. Và tin cậy rằng là khi mình dâng hiến thì Chúa sẽ ban phước cho tài chánh cho gia đình của mình, và mình sẽ được thoát nghèo. Theo như lời của mẹ tôi nói, mình yên tâm đi con, sau này Chúa sẽ ban phước cho gia đình của mình rất là nhiều. Và thế là chúng tôi nhìn thấy tấm gương ba mẹ tôi vừa đi hầu vị Chúa vừa dâng hiến. Mà cái nhà mình ở đâu phải là nhà của mình đâu. Ba mẹ tôi không có một cái
cái tờ giấy để mà chứng nhận cái quyền sở hữu đất đai ở chỗ nào hết. Và sau 10 năm quý bà chị em, từ lúc mà chúng tôi tin Chúa cho đến khi mà chúng tôi nhận được phước của Chúa là 10 năm. Một buổi sáng nọ thì ba mẹ tôi gọi tôi và em gái của tôi đến, và trước mặt hai anh em chúng tôi, ba mẹ tôi để một đống vàng ở trước mặt. Và mẹ tôi nói rằng là Chúa đã làm phép lạ, khiến cho cái nhà của nhà nước này nè, cái ông chủ tịch đó, ông quyết định ông ký vô cái tờ giấy là hóa giá nhà cho gia đình của mình. Mà trong hơn 100 nhân viên làm ở tại trung tâm y tế quận 5 cùng thời với mẹ tôi, không có một nhân viên nào được ký giấy để mà được hóa giá nhà đất. Vậy mà Chúa làm phép lạ như thế nào đó mà riêng gia đình của tôi và những gia đình khác ở trong cái chung cư, cái nhà lớn lắm quý vị, thì ở trong đó có đến 4-5 hộ lần, thì chỉ có chúng tôi được hóa giá và được bán cái nhà đó. Và được 60 cây vàng thời bấy giờ, mua được 3 căn nhà khác nhau. Và thời đó cách đây khoảng 20 năm đó, thì mẹ tôi, ba mẹ tôi đã cảm ơn Chúa và nói với hai anh em chúng tôi rằng sau này tụi con phải luôn luôn ghi nhớ cái ngày này. Nó giống như là cái việc mà Chúa rẽ nước biển, Chúa rẽ nước sông Giô-đanh ra, và dân Israel có thể đi ngang qua nước sông Giô-đanh đó, nhưng mà không phải đi qua luôn, nhưng phải dừng lại giữa sông đó, đem 12 hòn đá để giữa sông như vậy, để sau này con cháu của tụi con đó sẽ nhìn vào cái đống đá đó và sẽ nhắc nhớ lại những cái phép lạ mà Chúa làm ở trên tài chánh gia đình của mình. Chúa đã ban phước cho mình từ một người bàn tay trắng, mà bây giờ Chúa ban phước cho mình có 3 căn nhà. Phải luôn luôn nhắc lại cho thế hệ con cháu các con cái điều này, để cho thế hệ con cháu sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Và cảm ơn Chúa, ba mẹ của tôi bây giờ cũng đã ổn định về tài chánh, không còn khổ như trước đây nữa. Và anh em chúng tôi thì cảm ơn Chúa, bởi vì nhìn thấy được tấm gương hầu vị Chúa và tin kính của ba mẹ mình. Và tôi tin rằng là tôi sẽ không phải là người ăn bám ba mẹ của mình, nhưng mà Chúa sẽ ban phước cho tôi theo cách đặc biệt của Chúa. Tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con hầu vị Chúa, con không có tài sản gì hết, bởi vì người Lê Vi đâu có sản nghiệp giữa vòng anh em mình đâu. Con bỏ hết tất cả mọi sự, con đi theo Chúa, con hầu vị Chúa. Nhưng mà chắc chắn con tin rằng là con sau này sẽ được phước nhiều hơn ba mẹ con nữa. Quý vị thấy rằng là Abraham được phước đúng không ạ? Nhưng mà đến thời của Isaac thì được phước nhiều hơn, Jacob được phước nhiều hơn nữa. Rồi đến thời của Joseph á quý vị, thì cả Israel cực thịnh luôn, giàu khủng khiếp đúng không ạ? Rồi đến thời của Salomon đó, là Salomon có thể xây được một cái đền thờ nguy nga lộng lẫy toàn bằng vàng không? Tôi tin rằng là thế hệ tôi và con cháu của tôi sau này sẽ được phước nhiều hơn thế hệ của ba mẹ tôi trước đây nữa quý vị. Hôm qua thì tôi có, hôm kia chứ, tôi chụp hình, tôi đăng cái hình tôi chụp kế bên cái xe hơi, xe ô tô 5 chỗ. Nhiều người chúc mừng Mục Sư Tấn có xe ô tô mới, xe hơi mới. Nhưng quý vị biết rằng là cái xe đó nó phải của tôi, mà tôi thích cái xe đó. Tôi đứng tôi chụp bên cạnh cái xe đó cùng với những anh em đó. Thì tôi nói ước gì có cái xe này mà đi hầu vị Chúa sướng. Thế là mấy người anh em mà họ làm việc với tôi đó, họ nói: Mục sư ơi, mục sư cỡ mục sư mà đi với xe này cái gì? Cỡ mục sư là phải đi xe trên 2 tỷ. Nó cái gì em? Em nói giỡn hoài em. Cái xe này là 800 triệu, 900 triệu cũng gần cái tỷ rồi. Thầy đi chiếc này là vừa rồi. Thầy mà đi chiếc mà 2 tỷ vào trong hội thánh thì giảng người ta không có cho bao thư luôn đó. Hội thánh cắt luôn cái phần viện trợ luôn là mệt thầy đó. Có xe mà không có xăng để mà đi là mệt à. Họ nói không phải em, nó nổ với mục sư đâu. Nhưng mà từ khi mục sư mà đi lên chỗ tụi em giúp đỡ cho tụi em công việc, tụi em thấy Chúa ban phước lạ lùng lắm. 7 năm rồi công việc nó không nhúc nhích gì hết, nhưng mà từ khi mục sư bước chân lên để giúp đỡ tụi em, cầu nguyện cho tụi em, thì tụi em thấy công việc nó làm nó phước vô cùng. Và tụi em hỗ trợ cho mục sư đi lại, mục sư nghĩ lại coi cái số tiền đi trong vòng 4 tháng
đã là hơn 300 triệu rồi. 2 tỷ nhầm nhò gì? Ồ, cảm ơn Chúa. Đúng rồi, Chúa có thể ban phước cho mình theo cách không tưởng được. Đôi khi tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài thương xót và Ngài cho mình cái điều mình không tưởng được, quý mà cho em. Có những khi hai vợ chồng chúng tôi đó, không còn gì để ăn quý vị, chỉ còn cơm với lại nước tương chan vào đó. Hoặc là có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, rồi có hột vịt đó, hột gà đó, ăn cho đỡ đói qua ngày. Cũng có đồ để ăn. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng một điều rằng sau này Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng tôi. Tôi chia sẻ điều này để cho quý vị thấy rằng thật sự khi mà chúng ta được phước của Chúa đó quý vị, chúng ta không cần phải làm ăn gì vất vả giống như người ngoài thế gian. Nhưng mà Chúa có thể khiến cho chúng ta được phước theo cách đặc biệt của Chúa. Giống như tôi nhìn vào ba mẹ của tôi, ba mẹ tôi đâu có làm ăn gì gọi là khủng khiếp đâu. Thậm chí có mấy người ta nhìn ba mẹ của tôi được cái nhà đó mà được hóa giá đó, họ nói rằng là chắc là mẹ của tôi là con của sếp lớn gì đó cho nên là mới được đặc cách như vậy. Nguyên một cái trung tâm y tế quận 5 chỉ có đúng một mình gia đình mà mẹ tôi được hoa giá. Quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta diệu kỳ không? Đó. Mình chỉ quen Chúa thôi là Chúa có thể khiến cho cái ông dưới đây là ông ký giấy liền. Tôi tin rằng là khi mà tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ ban cho mình các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Amen. Không có gì quá khó với Chúa cả quý mà chị em. Xin Chúa ngài giúp cho chúng ta luôn bước đi trong sự khiêm nhường và tin cậy Chúa cho đến cuối cùng quý vị. Tôi nói với Chúa rằng sau này con có đi xe 2 tỷ hoặc là 3 tỷ, thậm chí là đi xe Rolls Royce mà 40 tỷ đó quý vị, tôi vẫn là tôi. Quý vị vẫn có thể đi uống cà phê với tôi. Amen. Dạ. Dạ. Sao con? Tháng sau hả? Dạ, tôi cũng tiếp nhận cái điều đó. Amen. Dạ. Yeah. Nhưng mà phải mua xe mới à. Tại vì mua xe cũ bây giờ đó quý vị, mua xe cũ xong là phải kiểm định. Mà đem đi kiểm định là phải mất 3 tháng thì mới có thể kiểm định xong. Tại vì bây giờ cái việc kiểm định xe nó rất là khó. Cho nên là mua xe mới là chạy luôn. Cảm ơn Chúa. Đó là sự thương xót của Chúa dành cho gia đình của chúng tôi. Tôi tin rằng bất cứ ai hầu vị Chúa một cách liêm chính, ngay thẳng và chân thật, có thể lúc đầu họ rất là nhỏ nhưng mà sau này Chúa sẽ ban phước cho. Amen. Những ai hầu vị Chúa mà chưa có nhà ở, tôi cầu nguyện xin Chúa ngài ban cho quý vị có nhà. Và cái điều mà tôi ngày hôm nay tôi cưu mang, tôi trăn trở không phải là cái việc mà chúng tôi có nhà có xe không. Cái điều ước mơ lớn nhất của tôi đó là Hội Thánh Ngũ Tuần Rema của chúng ta sẽ có được tư cách pháp nhân. Đây là một cái điều phải nói là không tưởng được quý vị. Tại vì trước giờ ở tại Việt Nam của chúng ta thì chỉ có người anh cả là CMA đó, là được cấp tư cách pháp nhân thôi. Nhưng mà tôi ước ao rằng sẽ có một ngày Chúa sẽ khiến cho cái người em Úc đó, sẽ được Chúa ban phước giống như là Joseph của Chúa. Và từ cái chỗ là ngủ từng tư gia nhỏ bé, bị chê, bị khinh, bị nói rằng là tà giáo, tiếng lạ, đuổi quỷ tà giáo, từ cái chỗ đó Chúa khiến cho nó cao hơn, nó trỗi hơn. Có thể đây là một cái điều ước mơ viển vông, nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta còn vĩ đại hơn cả những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng được. Cảm ơn Chúa. Rồi, đó là cái điều mà tôi muốn nói về cái sự ảnh hưởng của người mẹ trên niềm tin. Cái đức tin mà tôi đang có ngày hôm nay, quý mài cho em, nó cũng đã được thừa hưởng từ bà ngoại của tôi và từ mẹ của tôi. Tôi trân quý và tôi biết ơn Chúa bởi vì tôi có một người mẹ tin kính Chúa. Và không phải chỉ tôi đâu quý mà chị em, ngay cả em gái của tôi đó, bây giờ hiện tại đang học thạc sĩ thần học, thạc sĩ giáo dục ở bên Na Uy. Thì em gái của tôi rất là giỏi, học rất là giỏi. Và em gái tôi cũng hầu vị Chúa cùng với chồng của nó tại Hội Thánh ở bên Na Uy. Và khi mà gia đình của em gái của tôi đi đến những cái hội thánh ở bên đó, thì cái điều mà hội thánh bên đó ngạc nhiên đó là làm thế nào mà ba mẹ tôi có thể huấn luyện và sản sinh ra những người con tin kính Chúa. Bởi vì họ nói rằng là những người mục sư ở Tây Phương đó mà họ hầu vị Chúa, nhưng mà con cái của họ không có hầu vị Chúa giống như họ. Mà đặc biệt trong gia đình của mẹ tôi, ba mẹ tôi hầu vị Chúa, tôi cũng hầu vị Chúa, rồi em gái tôi cũng hầu vị Chúa, tức là tỷ lệ 100%. Thường thường cái tỷ lệ 100% rất là hiếm, rất là khó.
thường là chỉ có khoảng 30% hoặc là 50% thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao mà ba mẹ tôi có cái cách gì để mà hay như vậy. Thì chúng tôi trả lời rằng là điều này không phải là bởi tài năng của chúng tôi, nhưng ba mẹ của tôi có một bí quyết, đó là luôn luôn cầu nguyện cho các con của mình. Mà buổi tối ba mẹ tôi thường hay cầu nguyện với nhau và chúc phước cho chúng tôi. Và chúng tôi được phước, chúng tôi được ảnh hưởng từ cái sự ảnh hưởng thuộc linh của ba mẹ tôi. Cảm ơn Chúa. Tôi khích lệ quý mẹ, quý cha, chúng ta hãy cầu nguyện chúc phước cho con của mình. Bởi vì có một cái quyền năng ở trong lời cầu nguyện của chúng ta dành cho con của mình. Có thể quý vị không hình dung được ngay từ bây giờ đó quý vị. Nhưng mà sau này khoảng 10 năm sau, 15 năm sau, quý vị sẽ thấy rằng là con của mình nó sẽ trở nên người mà quý vị cầu nguyện cho nó như vậy. Khi mà tôi còn là một thanh niên hư hỏng và say xỉn, có lần tôi đi nhậu tới 2 tăng tôi về, tôi nằm ở giữa nhà tôi giống như là một con chó vừa mới ói ra, người đầy những cái vết dơ bẩn. Những lúc bây giờ quý vị, ba mẹ tôi đặt tay cầu nguyện cho tôi, chúc phước cho tôi. Có những buổi sáng khi tôi thức dậy thì tôi chưa mở mắt ra, nhưng mà tôi cảm nhận có một bàn tay nào đó đặt tay trên đầu của tôi và cầu nguyện chúc phước cho tôi. Và tôi biết rằng đó là ba tôi, đó là mẹ của tôi. Lúc đó tôi yếu đuối lắm quý vị. Thậm chí có một buổi tối nọ tôi nằm mơ, tôi thấy Chúa trở lại nhưng mà tôi bị bỏ lại nữa. Tôi mở mắt ra tôi thấy không có ai xung quanh trong nhà hết. Ba mẹ được cất đi hết rồi, có mình tôi bị bỏ lại thôi. Tôi gào, tôi khóc trong chiêm bao của tôi. Chúa ơi, đừng có bỏ con, Chúa ơi. Mở mắt ra, tôi thấy nước mắt mình vẫn còn ở trên má. Và tôi đi xuống nhà, tôi thấy, ô, ba mẹ mình còn, em gái mình còn. À, chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng mà trong lòng của tôi cảm nhận rằng mình phải được thay đổi. Và cảm ơn Chúa, sau một thời gian vài năm thì tôi được Chúa cảm động để mà bước chân vào trong trường thánh và phục vụ Chúa. Tôi được thay đổi hoàn toàn. Và Chúa thay đổi tôi từ một đứa con hư hỏng trở thành một người yêu mến Chúa như ngày hôm nay. Bởi vì có lời cầu nguyện của ba mẹ tôi. Cho nên đối với tôi, người mục sư đầy ơn nhất ở trên thế giới này, không phải là T.B. Joshua, cũng không phải là mục sư nào mục sư khác hết. Nhưng mà ba mẹ tôi chính là những người mục sư đầy ơn nhất đối với chính bản thân tôi. Có thể quý vị không biết được ba mẹ tôi là ai. Đối với những anh chị em nghe giảng livestream không biết ba mẹ tôi là ai. Nhưng mà đối với tôi biết rõ người được ơn nhất đối với tôi, đó chính là ba mẹ của mình. Bởi vì ông bà đã sản sinh ra một người con tin kính Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho từng gia đình ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ có một sự thay đổi về lời cầu nguyện của chúng ta, về cái sự cứu mang của chúng ta. Quý vị ơi, chúng ta hãy cầu nguyện và cứu mang cho một dòng dõi thánh của Chúa. Hãy cầu nguyện cho các con của mình, chúng ta sẽ tin kính Chúa, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, và chúng ta sẽ phục vụ Chúa. Đừng chỉ là lo cho cơm áo gạo tiền cho tụi nó đi học ở cái trường quốc tế nhất, hoặc là mình cho nó một cái xe đẹp nhất, rồi cho nó có nhà cửa đẹp nhất, hoặc là cho nó một cái doanh nghiệp làm ăn giàu nhất. Quý vị ơi, những cái điều đó chỉ là thứ yếu thôi. Cái điều quan trọng nhất quý vị là cái thuộc linh. Chúng ta phải để lại một cái di sản thuộc linh cho con của mình, để khi mà con của mình mà nó yêu mến Chúa, nó kính sợ Chúa, nó phục vụ Chúa đó quý vị, thì đó là một cái phước hạnh lớn nhất của những người cha người mẹ mà Chúa ban cho. Có người phụ nữ đã đến gặp mẹ tôi và khóc với mẹ tôi, nói chị ơi, em ước gì đó, con của em nó cũng yêu bên Chúa giống như con của chị. Tại vì em nhìn vô gia đình của chị, em thấy thằng Tuấn tức là tôi nè, rồi con Thư em của tôi hầu bị Chúa, yêu bên Chúa, em thèm được có cái gia đình giống như chị. Em ước gì con của em nó cũng yêu bên Chúa giống như hai đứa con của anh chị. Quý vị ơi, hôm nay tôi chia sẻ với quý vị cái bí quyết làm thế nào để con cái quý vị nó được thay đổi. Trước hết chúng ta phải là người thay đổi. Chúng ta phải là người có đức tin mạnh mẽ và chúng ta cầu nguyện cho con của mình. Cái điều thứ hai mà người mẹ có thể ảnh hưởng trên con của mình sau niềm tin, đó chính là nếp sống. Nếp sống của chúng ta sẽ rất quan trọng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh, nhất là con cái. Dorothy Law, tác giả của quyển sách Children Learn What They Live, tức là tạm dịch, con trẻ nó sẽ học những gì mà chúng nó sống. Nếu trẻ em suốt ngày phải nghe những lời lên án, chỉ trích, lớn lên, những em đó sẽ trở thành những người hay lên án người khác.
Nếu trẻ em sống với sự thù nghịch thì lớn lên nó sẽ trở nên một người hay bốc đồng, cãi vã, đánh nhau với người khác. Nếu trẻ em sống với sự chế nhạo từ trong gia đình, chê bai từ người lớn thì lớn lên đứa trẻ đó nó sẽ trở thành một người mất tự tin. Nếu trẻ em sống với sự mềm mại nhẹ nhàng từ trong gia đình thì lớn lên em nhỏ đó sẽ học được sự kiên nhẫn và nhu mì. Nếu trẻ em sống với sự nâng đỡ khích lệ và được lớn lên ở trong một bầu không khí tích cực ở trong gia đình thì em nhỏ đó sẽ được lớn lên như là một người tự tin và đầy can đảm. Nếu trẻ em mà sống với sự cảm tạ biết ơn ngay từ trong gia đình thì đứa nhỏ đó, trẻ em đó sẽ trở thành một người biết ơn những người xung quanh mình. Nếu trẻ em được đối xử công bình thì lớn lên các em sẽ được sống với sự liêm chính. Nếu trẻ em sống với sự thành thật thì các em sẽ học được nếp sống chân thật. Nếu trẻ em sống với sự yêu thương được chấp nhận từ trong chính gia đình của mình thì lớn lên các em sẽ trở nên một người có lòng yêu thương và bác ái với đồng loại. Nếu trẻ em được sống với những tấm gương trung tín thờ phượng phục vụ Chúa thì lớn lên các em đó sẽ trở thành những người không thể bỏ qua sự thờ phượng và hết lòng sốt sắng để phục vụ Chúa. Xin Chúa ngài cho chúng ta có được một đức tin, một tấm lòng trung tín để mình có thể ảnh hưởng và truyền lửa cho các con của mình, để chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ tin kính Chúa trong mai sau. Amen. Người mẹ là người có ảnh hưởng rất nhiều trên niềm tin và nếp sống của con mình. Không phải tự nhiên mà ca dao tục ngữ Việt Nam của chúng ta có câu đó là con hư tại mẹ. Một phần ý nghĩa là vì cớ mẹ là người gần gũi, ảnh hưởng nhiều trên con. Xin Chúa giúp cho những bà mẹ trong hội thánh ngũ tuần Rema của chúng ta hoàn thành được trọng trách này. Có một cái câu chuyện rất là cảm động về người mẹ như sau, tôi xin được kể ở đây. Có một người phụ nữ nọ có chồng mất sớm và bà đã phải một mình ở vậy nuôi con và lo cho con được đi định cư ở tại Hoa Kỳ. Và khi mà đứa con gái này lớn lên ở tuổi thiếu niên thì bà đã gom góp hết tất cả tiền bạc, vàng bạc để mà gửi cho con của mình đi định cư với người bà con ở trong gia đình. Và sau này cô thiếu niên này đã trở thành một người nổi tiếng và thành danh ở tại Mỹ. Tháng nào cô cũng đều đặn gửi cho mẹ của mình ở tại Việt Nam 200 đô la. Hết xuân này đến xuân kia, thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Cô gái này luôn viện hết cớ này đến cớ nọ để không về Việt Nam thăm mẹ ruột của mình. Một ngày kia, khi mà hay tin rằng mẹ của mình qua đời, thì cô gái này đã vội vã bắt máy bay để mà về Việt Nam làm đám tang thật to cho mẹ. Nhưng mà trong đám tang của mẹ của mình thì cô gái này không hề rơi một giọt nước mắt. Bởi vì cô nghĩ rằng là những gánh nặng trả hiếu mà mình phải báo trả cho mẹ đó, mình đã làm xong rồi, mỗi tháng 200 đô, như vậy là mình đã trả hiếu cho mẹ rồi. Và buổi tối trước ngày người ta đem chôn quan tài của mẹ dưới lòng đất thì người ta đã trao cho cô một cái rương nhỏ của mẹ cô. Và khi cô mở chiếc rương mà bà luôn để đầu giường thì cô chạy tới ôm quan tài của mẹ và gào thét lên như điên dại: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tha tội bất hiếu cho con, bởi vì con là đứa con vô tâm. Thì ra trước mắt của cô là những tờ đô la, 100 đô la mới toanh. Và tất cả số tiền đó là khoảng 20.000 đô, tức là khoảng 60% số tiền mà cô đã gửi về trong suốt 10 năm qua. Tại vì cứ một năm thì bà tiết kiệm được 2.000 đô, 10 năm là 20.000 đô như vậy. Và số tiền này được gói kỹ cùng với những tờ giấy đã úa vàng, được dán với tấm hình của cô con gái mới lớn lọt lòng của bà. Trong đó có một tờ giấy nhỏ với nét chữ ngoằn nghèo của mẹ, viết như sau: mẹ cảm ơn con, tiền nhiều quá mẹ xài không hết con à. Số tiền này mẹ để lại cho con, để dành phòng khi con ốm đau, có nó mà dùng nha con. Mẹ nhớ con lắm. Mỗi lần mẹ nghe tiếng xe Honda ở trước cổng là mẹ chạy ra ngoài sân để mà nhìn, và cho đến khi mà mất đi khỏi. Nhưng mà lần nào cũng đều không phải là của con. Con ơi, khi nào con về, mẹ mong con về. Và trong đêm tối quằn quại với sự đau thương khóc lóc, cô con gái này ngẫm nghĩ lại, mình đã có tất cả, nhưng mà cô đã mất đi một thứ vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời của mình, đó chính là mẹ. Thưa quý bà chị em, Chúa ban cho mỗi người chúng ta đều có một người mẹ. Hãy trân quý mẹ của mình và cảm ơn Chúa
vì những ngày mà mẹ còn sống bên cạnh chúng ta. Một khi mẹ ra đi, đó là lúc mà chúng ta không còn có mẹ nữa. Đừng bao giờ thể hiện tình cảm của mình khi đã quá muộn, nhưng mà hãy làm một điều gì đó cho mẹ của mình ngay trong ngày hôm nay. Một cái hôn lên vầng trán nhăn của mẹ, hay nói một câu nói mà bạn chưa bao giờ đã từng nói với mẹ. Hãy nói ngày hôm nay rằng con yêu mẹ nhiều lắm. Thưa quý mẹ cha em, có một đấng yêu thương chúng ta vô cùng, chăm sóc chúng ta còn tốt hơn cả một người mẹ ở trên đất này. Đó chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 44 câu 24 chép rằng: Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi vật, một mình ta đã dương các tầng trời và trải đất ra. Ê-sai đoạn 49 câu 15 chép rằng: Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên người. Ê-sai đoạn 46 câu 4 chép rằng: Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, ta sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Đến đây thì tôi xin dành thời gian còn lại để cầu nguyện cho những người mẹ, cho những người cha chúng ta đã trải qua những năm tháng mưu sinh vất vả trong cuộc sống của chúng ta trước đây. Có thể trong tấm lòng và trái tim của mình còn có những vết hằn, tổn thương bởi vì cuộc sống, cơm áo gạo tiền. Trước khi biết Chúa thì chúng ta đã vật lộn với rất là nhiều khó khăn. Có thể chúng ta bị trầm cảm sau khi sinh, rồi chúng ta trầm cảm áp lực với nhiều điều trong cuộc sống. Thời điểm này là thời điểm mà Chúa Ngài sẽ đem đến sự chữa lành cho tấm lòng của những người cha, người mẹ yêu quý của Chúa. Tôi khuyên mời quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng đứng lên và mời những người cha, người mẹ ở trong hội thánh của Chúa. Những ai cần được cầu nguyện, xin Chúa chữa lành tấm lòng của mình. Tôi xin mạn phép để tôi cầu nguyện, xin Chúa Ngài đem sự chúc phước của Ngài, xin Chúa Ngài đem sự chữa lành của Ngài, xin Chúa Ngài đem sự giải cứu của Ngài đến trên đời sống của chúng ta, để mỗi người chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh thật sự khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ không còn phải nặng gánh mưu sinh để mà gồng gánh chăm sóc cho các con của mình, bởi vì Chúa Ngài sẽ bước vào và Ngài sẽ cùng với chúng ta để chăm sóc cho gia đình mà chúng ta đang phải chăm sóc. Em xin mời quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.